Mẹ Teresa, một nữ tu công giáo đã dành trọn cuộc đời mình để giúp đỡ những người nghèo ở Ấn Độ, đã được tuyên thánh trong thánh lễ do Đức Giáo Hoàng Francisco cử hành hôm Chủ nhật 4 tháng 9 tại Vatican. Đức Giáo Hoàng đã đọc công thức tuyên thánh cho vị nữ tu người gốc Albania trước đám đông khổng lồ gồm khoảng 120.000 khách hành hương quy tụ tại quảng trường Thánh Phêrô ở Vatican. Beatam Theresiam de Calcutta, Santam esse discernimus et definimus. Những tràng pháo tay dài đã nổ ra sau khi Ngài hoàn tất nghi thức tuyên thánh, trong đó Ngài tuyên bố Trần Phước Teresa thành Calcutta là một vị thánh. Mẹ Teresa được tuyên thánh chỉ 19 năm sau khi bà qua đời vào năm 1997, nhờ vào hai phép lạ chữa lành bệnh đã được giáo hội công nhận là nhờ lời chuyển cầu của bà. Hàng trăm nữ tu dòng từ xa Bắc Ái đã tham dự sự kiện cùng với 13 nguyên thủ quốc gia và chính phủ. Đặc biệt, có khoảng 1.500 người vô gia cư trên khắp nước Ý đã đến Vatican trên các chuyến xe buýt. Họ được ngồi chỗ danh dự trong buổi lễ và được phục vụ bữa trưa sau đó. Trong khi đó, CNN cho biết có khoảng 20 quốc gia đã cử phái đoàn chính thức đến dự lễ tuyên thánh, trong đó có nữ hoàng Sofia của Tây Ban Nha, tổng thống và thủ tướng Albania, tổng thống Macedonia và Kosovo cùng ngoại trưởng Ấn Độ. Tổng thống Mỹ cũng cử một phái đoàn do Lisa Monaco, trợ lý an ninh của ông, dẫn đầu. Proclamando incessantemente, mặc cho tính trang trọng của buổi lễ, Đức Giáo Hoàng nói trong bài giảng: sự thánh thiện của mẹ rất gần gũi với chúng ta, đầy dịu dàng và xin nhiều hoa trái. Vì thế rất tự nhiên khi chúng ta sẽ tiếp tục gọi mẹ là mẹ Teresa. Mẹ Teresa, trong mọi khía cạnh đời sống của mẹ, là một người phân pháp quảng đại lòng thương xót của Thiên Chúa. Mẹ biến mình thành người sẵn sàng trước mọi con người, thông qua việc mẹ chào đón và bảo vệ sự sống của con người, của những trẻ em chưa sinh, của những người bị bỏ rơi và loại trừ. Đức Giáo Hoàng Francisco nói tiếp: giống như mẹ Teresa, các Kitô hữu không chỉ được kêu gọi thực hiện những hành vi bác ái, mà còn để tinh thần sống bác ái như một ơn gọi và phát triển mỗi ngày trong tình yêu. Xin cho mẹ là hình mẫu của sự thánh thiện cho chúng ta và cho các tình nguyện viên. Được biết đến như vị thánh của công đảnh bởi vô vàn công việc thể hiện lòng từ bi trước người nghèo, mẹ Teresa được trao giải Nobel Hòa bình vào năm 1979. Nhưng điều đó không có nghĩa là mẹ Teresa không chịu sự chỉ trích nào. Một số người cho rằng các bệnh viện do các nữ tu của mẹ Teresa điều hành là thiếu vệ sinh, các tình nguyện viên không được đào tạo đúng cách và rằng bà nhận tiền từ các nhà độc tài cho công tác từ thiện của mình. Sinh năm 1910 bởi cặp cha mẹ người Albania, mẹ Teresa lớn lên tại khu vực mà giờ đây là thủ đô của Macedonia. Năm 1950, bà sáng lập dòng từ xa Bắc Ái tại các khu ổ chuột ở vùng Calcutta, Ấn Độ, với mục tiêu phục vụ người nghèo nhất trong những người nghèo. Bà thành lập các nhà tế bần cho các cô gái mại dâm, phụ nữ bị bạo hành, cho trẻ mồ côi, trẻ em nghèo và những người mắc bệnh S. Hiện nay, dòng từ xa Bắc Ái có khoảng 5.160 thành viên cả nam lẫn nữ, hiện diện ở 139 nước. Mẹ Teresa qua đời ở Calcutta năm 1997, ở tuổi 87. Bà được tuyên chân phước chỉ 6 năm sau đó bởi Thánh Giáo Hoàng Gioan Paolo vào ngày 19 tháng 10 năm 2003.